vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này có những nội dung sau: The Sun Tower chính thức cất nóc, hình ảnh hoàn thiện Grand Marina Sài Gòn, tiến độ The Lotus. Vừa qua vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, dự án The Sun Tower, hay còn có tên khác là Marina Central Tower, là tòa nhà thương mại trong khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina Sài Gòn đã chính thức cất nóc dự án. Với chiều cao 55 tầng, cao 240 mét, chính thức là tòa nhà cao thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Độ lắp kính của tòa nhà vẫn giữ ổn định, hiện tại đã lắp đến tầng 50. Về khu vườn treo của tòa nhà, đây sẽ là điểm nhấn cho tòa nhà, nhận diện khi nhìn từ xa, hiện tại chỉ còn một tầng nữa là cũng sẽ hoàn thành phần thô của khu vườn treo. Khu vườn treo trên cao được thi công từ tầng 36 đến tầng 43, sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật không chỉ riêng The Sun Tower, mà còn là của thành phố. Ngay chân cầu Ba Son, một mặt giáp với sông Sài Gòn, ngoài ra còn kết nối trực tiếp đến ga metro Ba Son của tuyến metro số 1. Ba tòa nhà này đang được gấp rút hoàn thiện và cũng đã bàn giao những căn hộ đầu tiên đến tay khách hàng. Đặc biệt, tòa nhà lớn nhất, hình chữ L thì đã được chạy thử hệ thống chiếu sáng bên ngoài tòa nhà, nhìn rất đẹp và ấn tượng. The Sun Tower và Grand Marina Sài Gòn đã góp phần thay đổi diện mạo skyline của thành phố. Mời quý vị cùng mình ngắm nhìn thành phố từ trên cao và dự án The Lotus. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!